chào tất cả các quý vị đã đến với bản tin nóng chiều ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Doãn Như Lân. Như chúng ta đã biết và tôi cũng đã nói với rất nhiều lần, Việt Nam chúng ta không may lại ở cạnh một cái tên hàng xóm xấu bụng. Nó không những đã là một kẻ rất là to lớn, đông dân cư, đất đai rộng lớn, nhưng lại rất tham lam và xấu bụng. Chính vì vậy, nó đã gây hấn và xâm lược Việt Nam chúng ta đến trên 20 lần, theo cái tổng kết của tôi. Chứ còn nếu mà theo các sách lịch sử, thì bọn bành trướng Trung Quốc đã xâm lược nước ta 17 lần. Nhưng theo tôi thì còn có một số lần mà các sách sử chưa nhắc đến. Như vậy chúng ta mới thấy là gì? Trong suốt cái quá trình lịch sử hình thành và xây dựng bảo vệ đất nước, Việt Nam chúng ta đã phải đối đầu với trên 20 cuộc xâm lược lớn nhỏ của bọn bành trướng Trung Quốc, mà đa số là lớn chứ không phải nhỏ đâu ạ. Tại sao cái bọn bành trướng Trung Quốc nó lại hành động với Việt Nam như vậy, và những nước ở xung quanh thì nó có hành động như vậy không? Thì kính thưa bà con, theo sự nghiên cứu của tôi thì tất cả các nước xung quanh với Trung Quốc đều đã có chiến tranh với Trung Quốc. Chỉ có mỗi một điều rằng Việt Nam chúng ta thì bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược nhiều nhất. Chúng từ lâu đã có cái dã tâm là muốn đồng hóa đất nước chúng ta. Vì vậy cho nên là không có lạ gì mà khi bọn chúng bất cứ một đời tên vua nào lên lãnh đạo cầm quyền ở Trung Quốc thì chúng đều dòm ngó đến cái đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta. Mặc dù thì cứ mỗi một lần chúng đụng đến thì đã bị nhân dân đất nước Việt Nam đánh cho chui vào ống đồng để chạy, rồi đánh cho phải đầu hàng vô điều kiện rất nhiều lần. Thế nhưng mà chúng vẫn không chịu. Có một cái điều mà tôi muốn nói với bà con rằng thực ra bọn bành trướng Trung Quốc là một bọn hèn nhát. Khi có những thế lực hùng mạnh, dù là nhỏ bé hơn bọn chúng rất nhiều, thì bọn chúng cũng sẵn sàng quỳ gối đầu hàng. Ví dụ như giặc Nguyên Mông trước đây, rồi giặc Phát xít Nhật. Những nước mà cũng chỉ nhỏ bé như nước Việt Nam chúng ta thôi, thậm chí Mông Cổ thì còn nhỏ bé hơn. Thế nhưng mà khi mà vó ngựa của giặc Nguyên Mông tràn sang Trung Quốc thì quan quân Trung Quốc quỳ gối đầu hàng. Rồi đến khi Phát xít Nhật cũng chỉ là một nước mà nó cũng chỉ tương đương với đất nước Việt Nam chúng ta. Dân số và diện tích thì chỉ bằng khoảng 1/20 nước Trung Quốc. Nhưng khi những lưỡi kiếm của quân Nhật chĩa sang đất nước Trung Quốc thì quan quân Trung Quốc, vua quan Trung Quốc quỳ gối đầu hàng. Đấy. Lịch sử của bọn chúng có kê ra cái hồn gì đâu ạ. Chưa đánh thắng được bất cứ một giặc ngoại xâm nào. Đó là sự tổng kết của Viện Quân sự Hoàng gia của Anh. Họ đã tổng kết là như vậy. Ấy vậy nhưng mà nó lại cứ hung hăng cậy lớn để bắt nạt một số nước nhỏ, trong đó Việt Nam chúng ta. Vì chúng ta biết ý, Việt Nam chúng ta nằm trong một cái thế chiến lược mà bọn bành trướng Trung Quốc rất muốn bành trướng xuống khu vực Đông Nam Á. Và vì vậy nếu chúng muốn mà bành trướng được xuống khu vực Đông Nam Á và vượt ra khỏi Biển Đông thì chỉ có bằng cách là phải chinh phục được Việt Nam, phải xâm lược, thâu tóm được Việt Nam. Và chính vì vậy, từ thời xa xưa cho đến bây giờ thì tất cả các đời lãnh đạo của Trung Quốc không có một đời lãnh đạo nào mà chúng không có ý định dòm ngó như vậy. Ngay cả thời kỳ Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa, tuyên bố là một nước xã hội chủ nghĩa, và Việt Nam chúng ta cũng là một nước tuyên bố xã hội chủ nghĩa, thì bọn chúng cũng không từ bỏ cái dã tâm xấu xa và bẩn thỉu đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã nhìn ra điều đó, và sau này có Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã nhìn ra điều đó. Mà bọn bành trướng Trung Quốc thì nó cũng không giấu giếm. Mao Trạch Đông đã rất nhiều lần úp mở nói thẳng vào lãnh đạo, nói thẳng với lãnh đạo của chúng ta rằng các anh thông cảm vì các anh là cái bước cản của chúng tôi để phát triển xuống dưới Đông Nam Á. Vì vậy cho nên là buộc lòng chúng tôi vẫn phải nhờ các anh
Thực ra nó nói cái câu nhờ thôi, nhưng thực ra là nó sẽ xâm lược Việt Nam. Mao Trạch Đông đã từng nói thẳng với Tổng Bí thư Lê Duẩn của chúng ta khi sang thăm rằng đất nước Trung Quốc đông dân lắm, cho nên rất cần đất. Và vì vậy, trước sau Trung Quốc sẽ phải mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Trong đó thì Việt Nam của các anh cũng là một trong những nước đó, cho nên các anh phải thông cảm. Như vậy là ngay trong thời kỳ như răng với môi, đồng chí vừa là đồng chí vừa là anh em, mà nó còn có cái dã tâm như vậy và nó cũng không giấu giếm như vậy, thì bảo làm sao những cái đời khác bọn chúng không hành động như vậy. Và chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập và sau khi giành được độc lập, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những chiến lược, sách lược để đối phó lại với nhà cầm quyền Trung Quốc. Mà chúng ta thấy cái điển hình nhất đó là Việt Nam chúng ta sau khi giành được độc lập năm 1945 thì đã nhanh chóng đuổi bọn Tưởng Giới Thạch về nước. Lúc đó bọn Tưởng Giới Thạch nó cũng đang là đại diện cho Trung Quốc và đại diện cho phe đồng minh sang để tước vũ khí của phát xít Nhật. Thế nhưng báo cáo với bà con, thực ra thế này, nó là một cái âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Trung Quốc lúc đó thôi. Thì chúng ta biết là khi Liên Xô đã đánh tan quân phát xít Đức và đã đánh thẳng vào trung tâm của phát xít Đức ở Berlin, Mỹ đã ném xuống Nhật hai quả bom nguyên tử và Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. Ngay lúc đó mà còn một vạn quân của Nhật đóng ở tại Trung Quốc, một vạn quân Quan Đông của Nhật đóng tại Trung Quốc, mà Trung Quốc vẫn còn không dám đánh, không dám đuổi, thì tại sao lại đi sang Việt Nam để giúp đỡ, để tước vũ khí quân Nhật? Hãy tước vũ khí ngay quân Nhật ở trên nước họ đi, sao họ không làm? Đúng không bà ạ? Mà một vạn quân đó, quân Nhật đó lại phải nhờ đến Hồng quân Liên Xô sang đánh hộ, giải phóng hộ. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy là cái âm mưu của nhà cầm quyền Trung Quốc, ngay cả lúc đất nước nó còn chưa được tự do độc lập, vẫn còn bị quân Nhật đang chiếm đóng, nó còn không dám đánh. Quân Nhật lúc ấy đã đầu hàng vô điều kiện rồi, nó còn không dám đánh đuổi. Nhưng mà nó đã có dã tâm để định đưa quân tàu tưởng sang và nó chạm sang và nó để định bóp chết cái chính phủ, chính quyền mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó để định chiếm giữ lâu dài đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản lúc đó rất tỉnh táo và đã rất khéo léo, cũng rất cương quyết. Và chúng ta nhớ cái vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu là vụ án nổi tiếng đầu tiên của ngành an ninh Việt Nam, đã bắt giữ, tiêu diệt tất những tên cầm đầu của bọn Tưởng Giới Thạch tại Hà Nội và sau đó yêu cầu tất cả bọn chúng phải về nước. Việt Nam không nhờ đến bọn chúng nữa. Các báo cáo bà con, tôi phải lai sai ra một chút như vậy để chúng ta nhận rõ được cái bộ mặt của bọn bành trướng Trung Quốc. Nó chưa có một phút nào tử tế với nhân dân Việt Nam, kể cả lúc nó đang là vừa là đồng chí, vừa là anh em. Kể cả những lúc mà nó đang dồn viện trợ cho Việt Nam chúng ta trên danh nghĩa đánh Mỹ. Nhưng thực ra chúng đều có những mưu đồ sâu xa và thâm độc. Tất nhiên Việt Nam chúng ta cũng rất biết ơn nhân dân Trung Quốc đã đứng về phía nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc thì không có một lúc nào nó không có cái bụng dạ xấu xa cả. Mà cho đến gần đây thì chắc bà con chúng ta cũng đã biết, càng ngày thì bọn chúng lại càng lộng hành hơn. Tôi cũng đã có rất nhiều bài nói chuyện để gửi đến bà con. Hôm nay tôi lại nói đến một câu chuyện mới nhất. Đó là hiện tại đang có thông tin rằng Trung Quốc đang cho xây dựng một hệ thống tên lửa phòng không rất lớn nằm cách biên giới Việt Nam 20 km trên bộ. Và trên Biển Đông thì Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc tập trận rất lớn ở trên Vịnh Bắc Bộ. Mà báo cáo bà con, Vịnh Bắc Bộ hiện nay là Trung Quốc và Việt Nam đang chung đó. Vì vậy chúng ta hãy xét đến những thông tin như vậy có thật hay không. Và một cái thông tin quan trọng nữa là tàu sân bay của Mỹ, tàu sân bay của Anh, một số tàu chiến của Ấn Độ, của Australia, của Nhật Bản, của Hàn Quốc đang ở trong Biển Đông và đang tổ chức tập trận. Vậy ý kiến của người phát ngôn về Bộ Ngoại giao Việt Nam như thế nào? Thì tôi sẽ trình bày với bà con từng phần một. Đó.
Cái điều đầu tiên mà tôi muốn trình bày với bà con là cái thông tin về cái chuyện là Trung Quốc đang có ý định, đang xây dựng chứ mà có ý định một đơn vị tên lửa lớn phòng không gần sát với Việt Nam và chỉ cách biên giới Việt Nam có 20 km. Thì điều đó có thật hay không? Sẽ xác minh thông tin Trung Quốc lập căn cứ tên lửa sát biên giới Việt Nam. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 4 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết sẽ xác minh thông tin Trung Quốc hoàn thiện một trận địa tên lửa phòng không cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Trước đó, ảnh vệ tinh được cho của dự án này đã được công bố cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không của Trung Quốc đang được hoàn tất cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Và cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng khoảng 40 km. Như vậy là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam của chúng ta, bà Lê Thị Thu Hằng, đã trả lời rằng hiện nay Việt Nam đang cho xác minh thông tin, nhưng hiện tại các ảnh vệ tinh thì đã có. Tất nhiên là với tư cách của một đất nước, của một bộ ngoại giao, thì Việt Nam sẽ lên tiếng khi mà có đầy đủ bằng chứng xác thực. Nhưng qua đây thì chúng ta cũng lại nhìn rõ một lần nữa bộ mặt và cái bụng dạ đều giả của nhà cầm quyền lãnh đạo Trung Quốc. Trong lúc mà mồm bọn chúng vẫn cứ nói rằng rất muốn để cái mối tình đoàn kết hiệp nghị giữa hai nước Trung Quốc Việt Nam được đẩy lên một bước cao hơn. Thế rồi trong cái cuộc họp APEC hồi năm ngoái tại Việt Nam thì ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc, đã nói với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của chúng ta trong buổi tiếp đãi rằng mong rằng cái tình hữu nghị giữa hai nước càng ngày càng phát triển như thế này. Vì lúc đó đang rất vui vẻ. Thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước của chúng ta cũng đã nói rõ là muốn như này dễ lắm, chỉ có mỗi một điều là nói phải đi đôi với làm. Đó. Tổng Bí thư của chúng ta đã đập thẳng vào mặt như vậy mà nó vẫn không chữa. Đó. Nói mồm như vậy, nhưng chúng ta thấy từ trên bộ đến trên biển thì bọn chúng đang xử sự ra sao. Đó là tình hình ở trên bộ nhé. Một hệ thống tên lửa, một trận địa tên lửa rất hiện đại, phòng không đang được xây dựng cách biên giới Việt Nam 20 km, đã có hình ảnh vệ tinh và Việt Nam chúng ta đang xác minh. Cách đó bố khoảng 40 km thì một sân bay trực thăng chiến đấu cũng đã được xây dựng. Vâng. Vậy rõ ràng nếu mà như mồm chúng nói hữu nghị thì xây dựng những cái đó làm gì cho nó thêm căng thẳng trong lúc hai đất nước đang đối xử tốt với nhau. Đó. Thế còn ở trên biển thì ra sao? Báo cáo với bà con là Cục Hải sự Trung Quốc tuyên bố là để đáp lại cái việc Mỹ đưa tàu sân bay vào trong Biển Đông thì Trung Quốc sẽ cho tập một cuộc tập trận rất lớn ở phía Tây gần với bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Và như vậy là ở trên Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam đó. Nhưng tất nhiên hiện nay chúng ta biết là Vịnh Bắc Bộ hiện nay là đang được phân chia làm hai. Chúng ta đã có một cái hiệp định Vịnh Bắc Bộ đó đối với Trung Quốc từ lâu. Và vì vậy, thế nhưng rõ ràng thì khi mà hai đất nước đang hòa bình như vậy và thậm chí còn ký cái hiệp định phân chia Vịnh Bắc Bộ, nhưng hiện tại bây giờ Vịnh Bắc Bộ đó là bà con ngư dân của hai nước vẫn đang được khai thác chung theo hiệp định của hai nước. Vậy mà bây giờ bọn chúng tập trận và bọn chúng yêu cầu tất cả các loại tàu thuyền máy bay không được đi qua trong những ngày chúng tập trận. Rõ ràng là những hành động mà có thể nói rằng nó leo thang rất nguy hiểm ở trên Biển Đông mà bọn bành trướng Trung Quốc đang áp dụng. Tất nhiên chúng lấy lý do là phản đối Mỹ, nhưng thực ra thì lúc nào chúng cũng chỉ nhằm vào để mà đe dọa và khiêu khích Việt Nam. Sau đó họ đến Philippines, nhưng Việt Nam chúng ta là bị bọn chúng khiêu khích nặng nhất. Đấy. Tại sao Mỹ nó đưa tàu sân bay vào đến gần eo biển Đài Loan để nó tập trận đấy? Mỹ không đưa ra đấy mà tập trận, đúng không con? Nên đi tập trận chui vào trong cái vụ Vịnh Bắc Bộ. Đấy. Mà thực tế hiện nay Mỹ nó đang đưa tàu sân bay đó áp sát vào quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam. Thì đấy, anh ra đấy mà tập trận, anh ra đấy mà đánh đuổi nó, mà dọa nó,
Tại sao anh ấy cứ phải sụt tụt vào trong ấy? Đó. Cho nên chúng ta mới thấy thứ nhất là sự hèn nhát của nhà cầm quyền Trung Quốc, và thứ hai sẽ sự thâm độc của bọn chúng đối với Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì báo cáo chúng ta đã biết, tôi cũng đã chuyển đến bà con thông tin rằng vừa qua Quốc hội Trung Quốc đã thông qua đạo luật cho phép các tàu hải cảnh và tàu cảnh sát biển của Trung Quốc được phép dùng tất cả các loại vũ khí có trên tàu để bắn những cái tàu của nước khác mà chúng gọi là xâm phạm vào vùng biển của Trung Quốc. Mà vùng biển của Trung Quốc thì báo cáo với bà con thì nó đã vẽ lên cái đường lưỡi bò gần chiếm trọn Biển Đông. Như vậy là nhà cầm quyền Trung Quốc có thể nói thẳng là tuyên bố là sẽ cho bắn vào tất cả những tàu nào đó của những nước khác hoạt động ở trên Biển Đông. Mà chúng ta biết Biển Đông là của chung, Biển Đông của chung của thế giới chứ không riêng gì của những nước ở chung quanh Biển Đông đâu. Biển Đông là chung của thế giới. Và Việt Nam chúng ta cũng phải có tàu bè đi lại, bà con đánh cá xa bờ. Hiện nay trong bờ nó lượng thủy sản nó ít đi, tôm cá nó ít đi, bà con phải đánh bắt cá xa bờ. Việc đó không ai cấm. Và ngoài ra thì chúng ta biết có rất nhiều các cái giàn khoan dầu của chúng ta, rất nhiều mỏ dầu của chúng ta cũng đang khai thác ở trên vùng thềm thuộc địa, kể cả ngoài Biển Đông. Đó. Nhưng mà bọn chúng lại ra một cái nghị quyết mà đó là do Quốc hội bọn chúng thông qua. Thậm chí chúng còn cho dùng phép dùng cả phương tiện trên không, tức là cả không quân. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Trên bộ chúng cũng đang xây dựng những căn cứ tên lửa rất hiện đại và sân bay trực thăng quân sự. Ở dưới biển thì chúng cho tập trận, cái cuối năm ngoái tôi cũng đã chuyển đến bà con, chúng tập trận kể cả Tết Dương lịch chúng cũng không nghỉ. Ngày 29 tháng 12 Dương lịch, tức là chỉ còn có 2 ngày nữa là đến mùng 1 Tết Dương lịch đấy, chúng vẫn còn tổ chức một cuộc tập trận kéo dài 7 ngày ở tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà chúng chiếm đóng. Đó. Có thể nói là cái giai đoạn cuối năm vừa rồi, Trung Quốc cho tập trận liên miên ở quần đảo Hoàng Sa và khu vực mà giáp với biên giới, giáp với biển, vùng biển của Việt Nam. Rất nhiều. Từ đảo Hải Nam cho đến Vịnh Bắc Bộ và cho đến tận quần đảo Hoàng Sa. Mà cái nơi mà trước đây thì bọn chúng gọi rằng đó là cái vùng biển của Trung Quốc, nhưng đến bây giờ thì chúng gọi đấy là bờ biển của Trung Quốc. Biển Đông dài như vậy, chúng gọi đấy là cái bờ biển của Trung Quốc. Một cái thay đổi thuật ngữ rất thâm độc của nhà cầm quyền Trung Quốc. Đó. Vâng. Thế còn báo cáo với bà con, đấy là đối với Việt Nam chúng ta thì chúng đang hành động kiểu như vậy. Tất nhiên đối với Philippines thì chúng cũng có những cái hành động khiêu khích, nhưng nó không đến cái mức như đối với Việt Nam chúng ta. Thế còn bây giờ chúng ta quay sang về cái vấn đề là hiện nay là tàu chiến Mỹ đã áp sát quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc. Vâng, trên hình ảnh là chúng ta nhìn thấy đây là tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ cùng các tàu hộ tống của Hải quân Mỹ đã tiến vào eo biển Manapka. Nhóm tàu hộ tống gồm USS Princeton và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Terret cùng tàu sân bay USS Nimitz đang tiến vào Tây Thái Bình Dương theo lệnh của Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng Mỹ Austin, nhóm tàu chịu sự chỉ huy của hạm đội 7. Và đây là những tàu mà đi theo để bảo vệ cho tàu sân bay và cũng là những tàu tác chiến đối với của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đông và thậm chí nó đã đang áp sát vào khu vực 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa, là cái quần đảo mà Trung Quốc đã chiếm giữ của Việt Nam. Và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đó, thì Mỹ hiện nay đang thách thức Trung Quốc rất lớn bằng cách đưa các tàu đó vào tận cái khu vực mà Mỹ tuyên bố chủ quyền. Vì cho đến giờ Mỹ vẫn không công nhận quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc. Đấy. Hạm đội 7 đang tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain đang đi vào khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa ngày 5 tháng 2. Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ngày 5 tháng 2 tức là hôm nay đấy bà con. Thì cái tàu USS John McCain đang đi vào khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà khu vực 12 hải lý mà của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Và trong cái báo cáo với bà con là trong cái luật biển thì những đảo có người ở nhé, thì 12 hải lý là được công nhận chủ quyền của cái nước quản lý cái đảo đó và nước đó được quyền tự vệ. Thế nhưng mà đấy, tàu của Mỹ bây giờ đi vào đây, Trung Quốc lúc nào cũng to mồm bắn đi, đánh đi. Đấy, nó khổ cái bọn tôi gọi bọn chúng là bọn hèn nhát là vì thế mà chỉ bắt nạt vài cái nước nhỏ nhỏ xung quanh thôi, chứ còn những cái nước gọi là nó có máu mặt một tí là sợ đồn. Đấy, Mỹ nó bây giờ nó đi vào thẳng vào trong khu vực 12 hải lý đấy, làm gì đi, nó thì ở xa đến. Vâng, Hải quân Mỹ thông báo hoạt động của nhóm tàu khu vực Biển Đông quanh quần đảo Hoàng Sa nhằm thách thức tuyên bố của Trung Quốc áp đặt về đường cơ sở bao quanh quần đảo Hoàng Sa năm 1996. Năm 1996, Trung Quốc đưa ra cái tuyên bố là tất cả những quần đảo hoặc đảo của Trung Quốc đang chiếm đóng thì cấm các tàu thuyền không được xâm phạm trong vòng 12 hải lý. Thì bây giờ Trung Quốc đấy, nó đi vào, Mỹ nó đi vào đấy. Và ngày 23 tháng 1, tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt đã đi vào Biển Đông quanh Philippines. Được biết, hiện nay nhóm tàu sân bay của Anh HMS Queen Elizabeth cũng đang tiến vào Biển Đông. Hôm qua, thì Bộ Ngoại giao Đức và Bộ Ngoại giao Anh có tuyên bố là sẽ phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Và Anh tuyên bố rằng hiện nay đã phái cái tàu sân bay này sang Thái Bình Dương, vào Thái Bình Dương và đang tính đến khả năng sẽ đi vào Biển Đông để phối hợp với các tàu sân bay và tàu chiến của Mỹ cùng một số nước để tổ chức tập trận và giữ cái quyền tự do hàng hải ở trên Biển Đông. Tất nhiên thì Trung Quốc phản đối một cách kịch liệt và có vẻ to mồm hơn về khi mà Anh tuyên bố như vậy, chứ không phải là tịt mồm như là đối với Mỹ. Và cái tàu Elizabeth này thì cũng đã bắt đầu đến Biển Đông và hình như Anh cũng đã tuyên bố là sẽ đưa vào Biển Đông để tập trận cùng với tàu của Mỹ. Lập tức người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố lên án nhóm tàu chiến của Anh sẽ đối đầu với Hải quân Trung Quốc tại khu vực Đông Á. Như vậy là đối với tàu của Anh thì Trung Quốc có vẻ mạnh mồm hơn, nhưng đối với tàu của Mỹ bây giờ nó đang ở trong ấy rồi đấy. Đó. Và theo tôi được biết ý, thì báo cáo với bà con là hiện nay vừa qua cũng đã có một cuộc tập trận rất lớn giữa cái tàu sân bay của Mỹ cùng với các tàu chiến đi hộ tống và tàu chiến của Ấn Độ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc và của Australia. Vừa diễn ra một cuộc tập trận rất lớn để nói thẳng là dằn mặt nhà lãnh đạo Trung Quốc, bọn bành trướng Bắc Kinh, dằn mặt về bọn chúng đang muốn gây hấn, và đặc biệt là sau khi chúng tuyên bố về cái chuyện là cho phép sử dụng các loại vũ khí ở trên các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư, cũng như cái tàu nó gọi là bảo vệ cho ngư dân Trung Quốc. Đó, chúng có một cái đội tàu gọi là nó như kiểu gọi là tự vệ của ngư dân Trung Quốc đó. Nhưng thực ra chúng cũng được trang bị những loại vũ khí rất hiện đại. Thế qua đây thì chúng ta kết luận lại là có cái gì? Thực ra thì Trung Quốc vẫn chỉ nhằm mục đích chính là bắt nạt, đe dọa Việt Nam cùng với Philippines, là hai cái nước nhỏ mà lại đang án ngữ ở trên Biển Đông rất lớn. Đối với Philippines ấy, thì Trung Quốc có vẻ coi thường hơn, nhưng cũng lại kiêng hơn, vì Philippines dù sao cũng là đồng minh của Mỹ. Nhưng còn đối với Việt Nam chúng ta thì hiện nay chúng ta đang độc lập. Việt Nam đưa ra cái chủ thuyết 3-0, đó là không liên minh quân sự, rồi không hợp tác với nước nọ để tấn công nước kia, và chúng ta cũng không đi gây chiến ở trên Biển Đông trước. Nhưng rõ ràng nhà cầm quyền Trung Quốc thì vẫn nhìn Việt Nam như một cái gai đang đâm vào mắt họ. Và một trong những mục tiêu mà tôi sẽ nhắc lại là tất cả các đời trước đây của
nhà lãnh đạo Trung Quốc, thì bọn chúng đều muốn coi như là thu phục Việt Nam, chúng đều muốn xâm lược Việt Nam, chúng đều muốn đất nước Việt Nam chúng ta trở thành nô lệ cho chúng. Nhưng cái giấc mơ của bọn bành trướng Trung Quốc đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Từ cái thời mà đất nước chúng ta, thời các vua Hùng, thời đất nước chúng ta còn rất là lạc hậu, mà nhân dân chúng ta đã đứng lên đánh cho các thế lực của bành trướng Trung Quốc những trận đòn đau nhớ đời, thì không lý do gì con cháu của dân tộc Việt Nam này đến bây giờ với trí thông minh, với tất cả những cái lòng quyết tâm và đặc biệt là sự phát triển của kinh tế đã giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta trang bị được rất nhiều những loại vũ khí hiện đại, mà lại để cho bọn bành trướng Trung Quốc chúng có thể lộng hành, chúng có thể làm gì đó được cái mảnh đất hình chữ S thân yêu này. Tất cả người dân Việt Nam chúng ta xin tuyên bố một lòng đoàn kết dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam, sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng với bọn bành trướng Trung Quốc nếu như chúng dám đụng đến non sông bờ cõi Việt Nam này. Cũng như là những lần trước đây, tôi đã từng nhắn nhủ đến bọn bành trướng Trung Quốc, bọn bành trướng lãnh đạo của Trung Quốc đó, rằng nên nhớ rằng phải bước qua xác người Việt Nam cuối cùng thì các người mới có thể xâm lược được, xâm chiếm được cái đất nước Việt Nam này. Còn nếu chỉ còn một người Việt Nam, dù là người già, trẻ em hoặc phụ nữ, thì sự chống đối với các người vẫn còn. Và trong lịch sử thì Việt Nam chưa bao giờ biết sợ Trung Quốc. Trong lịch sử thì Việt Nam chỉ có đánh cho Trung Quốc những trận đòn đau nhớ đời. Đó là điều nhắc nhở đối với ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, mà đứng đầu là tên khát máu Tập Cận Bình. À, Tập Cận Bình này, thời gian nó chưa được lên lãnh đạo Trung Quốc thì nó đã từng sang thăm Việt Nam và nó cũng đã có những lời nói rất là có cánh. Nhưng nó chính là một tên đồ tể khát máu. Hiện tại nó đã thâu tóm tất cả quyền lực của đất nước Trung Quốc vào tay và nó đang muốn gọi là giấc mộng Trung Hoa để đưa nước Trung Hoa trở lại cái thời kỳ mà như chúng ảo tưởng rằng đã có thời kỳ Trung Hoa lãnh đạo thế giới. Nhưng đó chỉ là viển vông thôi. Tập Cận Bình nghe chưa? Đừng nha, đừng bao giờ nghĩ như vậy, vì với cái đầu óc nhỏ bé, thiển cận, xấu xa, ngu dốt của các người thì các người đến bảo vệ đất nước còn không nổi. Các người không thấy xấu hổ thôi. Bất cứ một kẻ ngoại xâm nào rất nhỏ sang các người đều đầu hàng. Như Nguyên Mông, như Nhật, phát xít Nhật, như Anh, các người đều dâng nước cho họ chung. Rồi, bây giờ có một cái đảo Đài Loan nó bé tí như vậy mà nó đang là cái gai đâm thẳng vào trái tim của các người, mà các người có dám làm gì không? Đài Loan, tôi nghe tin đang có ý định tuyên bố độc lập. Nha, các người hãy làm những việc của các người trước đi, thì rồi hãy nghĩ đến chuyện xâm lược nước khác, trong đó có Việt Nam. Còn xin nhắc lại trước khi dừng lời cái bài nói chuyện này, xin nhắc lại lời của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang: nếu kẻ nào gây chiến trên Biển Đông thì kẻ đó phải nên nhớ rằng không có người chiến thắng, không có người nào chiến thắng ở trên Biển Đông cả, nếu khi đã có cuộc chiến tranh trên Biển Đông xảy ra. Các người hãy đợi đấy, bão lửa của Việt Nam sẽ dội xuống đầu các người nếu như các người có ý định xấu xa. Và rõ ràng chúng đang rất xấu xa, bà con thấy, từ trên biển đến trên bộ đó. Chính vì vậy cho nên là đề nghị là tất cả người dân chúng ta phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Mà như tôi được biết, một sĩ quan hải quân hôm qua chỉ huy một con tàu chiến đã nói: chúng tôi không có Tết, chúng tôi đã được đón xuân trước, đã được chúc Tết trước, và hiện nay chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Tất cả những ngày mà bà con ở trong đất liền đón xuân thì là những ngày mà chúng tôi phải giương cao tay súng để không để đất nước chúng ta bị bất ngờ. Đó, đấy là Việt Nam bành trướng Trung Quốc, hiểu rõ chưa? Nhá, đừng nằm mơ rằng các người có thể làm gì được cái dân tộc Việt Nam nhỏ bé này. Các người hãy nhớ lại những cái quá khứ của các người, nó có lấy gì làm vẻ vang hay không, mà các người lúc nào cũng chỉ thích dơ những cái xấu xa đó ra.
Đừng tưởng rằng bây giờ các người có vũ khí hiện đại, các người tự sản xuất được vũ khí mà các người đã có thể làm mưa làm gió được ở trên cái khu vực này. Chứ tôi chưa nói đến trên thế giới đâu. Các người không đủ tầm. Nhớ một điều là như vậy. Nha. Và như chúng ta cũng đã thấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của chúng ta cũng đã từng có lần nói, bà con thì cứ nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam sợ Trung Quốc. Nhưng không, Đảng Việt Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam không sợ Trung Quốc. Những thế lực hùng mạnh hơn Trung Quốc, Việt Nam còn không sợ, thì Trung Quốc không là cái gì. Và vì vậy, chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Vâng, kính thưa bà con, bản tin nóng về tình hình Biển Đông hôm nay, về tình hình Trung Quốc đối với Việt Nam hôm nay, về việc Trung Quốc có ý định đặt xây dựng một trận địa tên lửa rất lớn gần biên giới Việt Nam. Tôi xin tạm dừng ở đây. Tất cả những thông tin nóng tôi sẽ gửi đến bà con trong những bản tin tiếp theo. Như tôi đã nói từ đầu, mặc dù chúng ta đang rất tập trung vào vấn đề chống dịch và tình hình chống dịch nó rất căng thẳng, nhưng chúng ta cũng không quên được rằng ở phía Bắc chúng ta có một tên hàng xóm xấu bụng và đều cạn. Vâng, xin kính chào bà con và xin hẹn gặp lại bà con ở những bản tin tiếp theo. Nào như tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn thù.